con xin lỗi ba. Ủa? Nha ba. Ba về nhà với con nha ba. Cậu là ai vậy? Không, cậu là ai vậy? Ơi, con nhầm rồi. Tôi đâu phải ba cậu đâu. Dạ, con nhầm rồi. Trời đất ơi. Cậu đi chuyện cục. Ông kia. Ông kia. Chết tiền đâu vậy? Mất tiền tiêu rồi. Bị điên hả? Cô lấy tiền tôi phải không? Bỏ ra. Bỏ đi, tôi thôi. Tới chú mà ông bỏ chị ấy ra, con sẽ quay hình gửi lại cho công an. Ông ơi, tiền của ông nè, ông coi đủ không? Con lấy lại được rồi đó hả? Dạ. Trời ơi, mừng quá con ơi. Con Nguyên con ơi. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Thôi bây giờ ông gửi cho hai chị em một ít để mà đi ăn bánh uống nước nha không? Dạ thôi ông. Tiền của ông sao con lấy được? Con chỉ muốn dùng chiêu lệ âm và cưng ông để dạy cho kẻ móc túi kia một bài học. Tiếc là không có bằng chứng để đưa hắn lên đồn công an. Con là đứa bé thông minh và dũng cảm lắm á. Dạ, con cảm ơn ông. Hành động của chương lần này quá nhanh và nguy hiểm. Khi họ chọn được con mồi, họ sẽ chạy vào ôm chặt lấy nạn nhân. Dữ vậy hả? Lợi dụng khi nạn nhân chưa hiểu được chuyện gì, họ sẽ luồn tay vào móc túi nạn nhân. Sau này ông phải cẩn thận, đừng mang nhiều tiền mặt trong người nha ông. Ừ, ông biết rồi. Cảm ơn con nha. Cảm ơn bé gái nha. Con chào ông Quân Tây.